Xin chào và cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube chính thức của diễn đàn tradertop.net, nơi chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trading cho cộng đồng trader Việt Nam. Sau đây là điểm nóng Fresh tuần từ ngày 9 đến ngày 13 tháng 1. Vẫn là Fed và CPI Mỹ. Tuần trước, thị trường đã giữ phản ứng theo kiểu tin xấu là tốt, tin tốt là xấu. Điều đã xuất hiện kể từ khi Fed bắt đầu tăng lãi suất vào tháng 3 năm ngoái. Các thị trường đã chọn tập trung vào dữ liệu thu nhập trung bình hàng giờ yếu hơn thay vì tỷ lệ thất nghiệp thấp hơn trong dữ liệu non-farm tháng 12 để định hướng các quyết định giao dịch của họ với kỳ vọng rằng Fed sẽ bớt thể hiện quan điểm hawkish sau dữ liệu này. Vậy, liệu thị trường có đang đi đúng hướng? Trong tuần mới này, Chủ tịch Fed Powell sẽ tham gia một cuộc thảo luận nhóm và Hoa Kỳ sẽ công bố dữ liệu CPI cho tháng 12 và đó sẽ là những dữ liệu góp phần làm sáng tỏ câu trả lời. Mời mọi người cùng đến với những đánh giá sơ bộ cho các sự kiện kinh tế trong tuần thứ 2 của năm 2023 nhé! Hiệu ứng lan tỏa từ dữ liệu non-farm cuối tuần trước. Dữ liệu biên chế phi nông nghiệp Mỹ công bố vào thứ Sáu vừa qua cho thấy nền kinh tế Hoa Kỳ đã tạo thêm 223.000 việc làm mới cho nền kinh tế trong tháng 12 so với ước tính là 200.000. Ngoài ra, dữ liệu trong tháng 11 đã được sửa thành 256.000. Tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 3,5% từ 3,6% và thấp hơn kỳ vọng 3,7%. Chỉ riêng hai điểm dữ liệu này đã khiến thị trường lo sợ về một phép dự hâu hơn. Lý do là bởi Fed đã nói rằng họ cần thị trường lao động hạ nhiệt để giảm lạm phát. Tuy nhiên, các thị trường đã chọn bỏ qua các dữ liệu trên và chú ý nhiều hơn đến thu nhập trung bình mỗi giờ của tháng 12. Nó đã giảm xuống 4,6% so với cùng kỳ năm ngoái, so với ước tính là 5% và thấp hơn mức của tháng 11 đã được sửa đổi là 4,8%. Ngoài ra, PMI phi sản xuất theo ISM của Hoa Kỳ cho tháng 12 là 49,6, thấp hơn so với mức 56,5 trước đó và kỳ vọng là 55. Đây là lần đầu tiên ghi nhận mức thu hẹp dưới 50 kể từ tháng 5 năm 2020. Thị trường đang hy vọng rằng sự kết hợp giữa tăng trưởng tiền lương thấp hơn và co hẹp trong lĩnh vực dịch vụ sẽ khiến Fed phải hạ tốc độ tăng lãi suất xuống mức 25 điểm cơ bản hoặc thậm chí là thấp hơn vào lần họp tới cuối tháng 1. Do đó, thị trường chứng khoán và vàng tăng cao hơn trong khi lợi suất và đồng đô la giảm sâu. Và điều đó liệu có thể tiếp diễn trong tuần mới? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Lạm phát của Mỹ và sự xuất hiện của Chủ tịch Fed. Tuần này, Chủ tịch Fed Powell sẽ tham gia một cuộc thảo luận có tiêu đề Sự độc lập của ngân hàng trung ương và nhiệm vụ quan điểm phát triển tại Stockholm. Các nhà duyệt nên chú ý xem liệu ông Powell có đưa ra bất kỳ gợi ý nào liên quan đến việc Fed đã cân nhắc đến dữ liệu lao động vừa qua và PMI thu hẹp hay không. Một gợi ý nhỏ nhất về sự ôn hòa, dovish, cũng có thể khiến thị trường chứng khoán tăng cao hơn và gây thêm áp lực bán tháo trên đồng đô la. Và thứ năm, Hoa Kỳ sẽ công bố dữ liệu lạm phát giá tiêu dùng CPI cho tháng 12. Kỳ vọng cho lạm phát tổng thể sẽ là 6,5% hàng năm, tiếp tục xu hướng giảm so với tháng 11 ở mức 7,1% hàng năm. Trong khi lạm phát lõi dự kiến sẽ giảm xuống mức 5,7% hàng năm từ mức 6% hàng năm trong tháng 11. Lạm phát tổng thể đã giảm xuống kể từ tháng 6 sau khi đạt mức đỉnh tại 9,1% hàng năm. Tuy nhiên, con số lạm phát lõi đang cho thấy sự khó khăn khi mức sụt giảm là không nhiều. Nếu dữ liệu lạm phát yếu hơn dự kiến, đồng đô la có thể sẽ chịu áp lực giảm trong khi thị trường chứng khoán sẽ được thúc đẩy. Mùa báo cáo thu nhập bắt đầu.
Tuần này sẽ bắt đầu mùa thu nhập quý 4 của năm 2022 với việc các ngân hàng lớn ở phố Wall công bố dữ liệu vào thứ 6. Mức lãi suất cao sẽ là một điều tích cực đối với các ngân hàng vì Fed đã nói rằng họ sẽ không cắt giảm lãi suất vào năm 2023. Tuy nhiên, các thị trường đang đánh giá việc cắt giảm lãi suất trong quý 4 năm nay vì một cuộc suy thoái sắp xảy ra. Tỷ suất lợi nhuận ròng và thu nhập sẽ có thể là tích cực đối với các ngân hàng, trong khi hoạt động của các ngân hàng đầu tư vẫn sẽ gặp khó khăn do thiếu các giao dịch và niêm yết. Trên màn hình là các công ty báo cáo thu nhập đáng chú ý trong tuần. Về mặt dữ liệu kinh tế, CPI của Hoa Kỳ sẽ là điểm nóng nhất trên lịch kinh tế của tuần này. Tuy nhiên, vẫn có một số báo cáo kinh tế khác cần được theo dõi. Chúng bao gồm các dữ liệu lạm phát Tokyo thường được sử dụng làm đại diện cho lạm phát của Nhật Bản, cùng với đó là dữ liệu lạm phát của Úc và Trung Quốc. Lưu ý rằng đây sẽ là cái nhìn đầu tiên về CPI của Trung Quốc kể từ khi kết thúc các biện pháp phong tỏa và hạn chế. Nó sẽ cho thấy việc tái mở cửa có khiến giá tăng cao hơn hay không. Ngoài ra, Vương quốc Anh sẽ công bố GDP và Hoa Kỳ sẽ công bố thông tin sơ bộ về tâm lý người tiêu dùng Michigan. Các thị trường sẽ theo dõi các thành phần kỳ vọng lạm phát để biết thêm diễn biến về lạm phát. Lịch kinh tế cụ thể của tuần như sau. Vào thứ hai, sản xuất công nghiệp của Đức, thất nghiệp tại EU, PMI Canada. Vào thứ ba, thống đốc BOJ phát biểu, lạm phát Tokyo, thống đốc BOC phát biểu, chủ tịch Fed phát biểu. Vào thứ tư, CPI và bản lệ Úc. Vào thứ năm, lạm phát Mỹ và Trung Quốc. Và cuối cùng là vào thứ sáu, GDP, sản xuất công nghiệp Anh, GDP Đức và niềm tin người tiêu dùng Mỹ. Trên đây là những nhận định sơ bộ về các điểm nóng đáng chú ý cho tuần mới. Mình chúc mọi người sẽ có một tuần giao dịch mới thành công và nhiều thuận lợi nhé. Nếu các bạn thấy video này hay hoặc hữu ích thì đừng quên like, share và comment là tôi quan tâm để ủng hộ mình cũng như đội ngũ Trader Talk. Còn nếu đây lần đầu tiên các bạn đến với kênh thì đừng quên nhấn subscribe cũng như hình chuông nho nhỏ bên phải để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng mình trong tương lai nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những điểm nóng fresh tuần tiếp theo.